Hôm nay chúng ta học sang cái bài mới nhé. Hôm nay học chúng ta học sang cái bài mới là nói về khái niệm dãy, dãy ở trong Scratch. Thì chúng ta làm quen với biến nhớ rồi. Biến nhớ đó là từng cái biến một, từng cái biến đơn lẻ một. Còn dãy nó là một tập hợp các biến nhớ trong một cái dãy, một cái dãy. Thì tiếng Anh nó gọi là list. Thì trong Scratch nó cũng là nó gọi là dãy nhé. Thì chúng ta có thể tạo ra các cái biến nhớ, là một biến nhớ là dãy thì nó gồm rất nhiều các cái giá trị của nó. Chúng ta vào cái nhóm mà tạo biến nhớ này. Thì ở trên này là nó có cái lệnh là tạo biến nhớ. Đây này là lệnh tạo biến nhớ. Còn ở dưới này này là lệnh tạo các cái tạo dãy. Đấy. Như vậy là hôm nay chúng ta học cái dãy này. Thì chúng ta thấy rằng là một biến nhớ đã rất là hay rồi. Hôm trước chúng ta học cái bài đó là cái bài là cái vai trò của biến nhớ là rất quan trọng. Chúng ta cần học cách luyện để làm sao chúng ta tạo ra biến nhớ là nó hợp lý nhất. Tạo biến nhớ là tạo đủ thì nó rất là hay, nó làm những cái chương trình khác nhau. Còn tạo thừa ra thì lại là vô bổ, làm chương trình nó khó, nó khó theo dõi. Tạo mà ít quá thì lại không được. Như vậy là tạo vừa phải hợp lý. Thì đó là cả một nghệ thuật lập trình đấy nhé. Nghệ thuật về tư duy logic, chúng ta làm sao chúng ta tạo ra cái biến nhớ. Cái biến nhớ nó giúp chúng ta lập trình rất là thoáng, hỗ trợ chúng ta lập trình rất là tốt. Những cái bài toán khó chúng ta lúng túng vì chúng ta không biết cách là tạo biến nhớ nhé. Thứ ba, chúng ta học sang cái bài số 2 là tạo không phải là một biến nhớ mà là nhiều biến nhớ cùng một lúc. Thế nó gọi là dãy hay là list hay là nó gọi là mảng, dùng từ gì cũng được nhé. Đây thì hôm nay chúng ta học xong cái bài đó là cái tạo ra một cái list này. Bây giờ tôi thầy tạo thử nhé. Bấm vào đây này thì chúng ta sẽ cũng như vậy, chúng ta có thể tạo ra cái dãy hay là list. Thì bấm đây chúng ta gõ cái tên của dãy thôi. Và cũng như là biến nhớ thì nó có hai loại là cái dãy mà dùng chung cho tất cả mọi mọi nhân vật, và lại loại thứ hai là cái dãy dùng riêng cho từng nhân vật một nhé. Rồi thì bây giờ tôi thử tạo một cái dãy có tên là dãy số chẳng hạn. Tôi tạo ra cái dãy nó như thế này, cũng vào đây đó. Thì đây thì ở đây là chúng ta có thể hiện lên hoặc là tắt thì hiện lên cái dãy như thế này đó. Thì khi chúng ta tạo ra một cái dãy thì lập tức là nó hiện ra đây một loạt những cái lệnh này. Đây là những cái lệnh từ đây trở đi, từ đây nhé, từ đây xuống dưới này là những cái lệnh mà để xử lý dãy đó. Thì chúng ta sẽ học dần học những cái lệnh đó. Thì xử lý dãy là khó chứ không dễ. Chúng ta sẽ học trong một vài bài luyện nó để chúng ta có thể tạo ra một cái dãy, được chưa? Rồi thế bây giờ trước hết là khi tạo dãy rồi đây thì chúng ta học cách chúng ta sẽ là nhập một cái số, các số của dãy, nhập giá trị vào dãy. Thì dãy nó có nhiều phần tử. Ví dụ nhé, đây bây giờ tôi sẽ mô tả cách chúng ta sẽ nhập trực tiếp một các cái số, các giá trị vào dãy. Thì ở đây nhé, đây là dãy đây, chúng ta có thể nó là rỗng. Chúng ta có thể bấm nút cộng là bắt đầu nhập vào này. Bây giờ tôi có thể mở rộng ra này. Đó. Bây giờ bấm vào đây nhé. Thì nó sẽ hiện ra cái chữ này là ta nhập số, nhập một cái giá trị. Ví dụ như là 1. Giá trị thứ hai của dãy ví dụ là 5, giá trị thứ ba là 10, ví dụ như vậy. Trong một dãy thì những phân tử của nó có thể là khác kiểu nhau, không phải là chỉ là số mà có thể là vừa số vừa chữ. Ví dụ tôi viết ở cái dòng thứ tư này, tôi viết là con bò chẳng hạn, con bò số 5 lại lại viết là con gà chẳng hạn, con gà. Xong vị trí thứ sáu tôi lại gõ là 12. Vị trí thứ bảy này gõ là cha. Vị trí thứ tám là mẹ, như vậy. Như vậy tôi có thể là trong các cái dãy này thì ta có thể là nó có nhiều giá trị là khác nhau, có thể là một số hoặc là chữ đó. Rồi thì khi chúng ta đã tạo ra một cái dãy rồi đấy, một cái list rồi, thì chúng ta có thể đây chúng ta có thể tạo ra các lệnh đó đây. Bây giờ cho cùng các bạn chúng ta xem một loạt nhé. Đây là cái lệnh add, là chúng ta có thể bổ sung một phần tử vào cuối của một dãy. Hiện nay ta đang có này, dãy chúng ta đang có là phần tử cuối cùng là mẹ nhé. Bây giờ lệnh này
sử tôi muốn nhập thêm một cái số là như vậy, tôi nhập thêm một số là 100. Đây lại là bổ sung số 100 vào cuối của dãy này. Thì nhấn vào đây nhé. Đấy, tôi vừa tạo ra rồi. Nó tạo ra được, tôi tạo ra hai số luôn này, chụp vào một số này. Bấm nữa này. Đấy, tạo ra nhánh là vừa tạo ba số liền nhé. Đó. Tiếp theo là cái lệnh này. Như vậy đây này là lệnh là tạo ra một phần tử có giá trị ở đây được đưa vào một cái dãy cho trước. Đây có thể chọn dãy ở đây này. Đó, ở đây nhé. À, và chúng ta có thể nhập, có thể đưa thêm vào là hoặc là số hoặc là chữ. Còn ở đây nhé, ở đây là cái lệnh là xóa phần tử thứ bao nhiêu của dãy. Ví dụ là tôi muốn xóa cái phần tử số 10, thứ 10 đi, thì tôi gọi đây là gõ số 10. Bấm vào đây, tôi sẽ xóa đi. Đấy, còn lại cái này thôi. Bây giờ muốn xóa cái chữ cha đi, chữ cha đây là số 7, thì bấm vào đây là số 7, nó sẽ xóa đi nhé. Bấm vào đây, nhé vào đây. Nó xóa đi là cái phần tử thứ 7. Đó. Nhưng mà đây là cái lệnh là xóa này. Tiếp theo là cái lệnh này, lệnh là xóa toàn bộ một một cái dãy, phần tử của dãy. Đây, bấm lên xóa hết đây. Đấy. Xóa sạch chưa? Đó, thế đây là lệnh là xóa. Xóa toàn bộ tất cả phần tử của một dãy cho trước nhé. Bây giờ tôi nạp lại này. Bây giờ giả sử tôi muốn nạp vào đây các số từ dãy chúng ta, tôi muốn nạp vào các số từ 1 đến n với n bằng 10 chẳng hạn, thì làm như nào? Đây. Thì tôi làm như này. Tôi có thể lập trình một đoạn ngắn, ngắn. Bây giờ tôi tạo ra một cái biến nhớ. Đấy, có tên là K chẳng hạn, K nhé. Rồi, thế bây giờ thầy mới bây giờ tôi muốn là tạo ra 10 cái giá trị của cái dãy này xuất phát từ 1 đến 10 thì làm như nào? Lập trình như nào? Đây chúng ta sẽ lập trình chúng ta dùng cái chúng ta làm cái lệnh là repeat 10 lần đây nhé. Trước đó chúng ta đặt cái lệnh là đầu tiên đặt lệnh là set k bằng 1 chẳng hạn, ví dụ 1 nhé. Sau đó thì ta lập 10 lần, mỗi lần như vậy chúng ta sẽ bổ sung phần tử thứ k vào cái dãy. Sau đó chúng ta là cho k tăng lên một đơn vị. Nhưng mà đây là cái đoạn chương trình cái vòng lặp mà chúng ta sẽ đưa vào cái dãy này của chúng ta các số từ 1, 2, 3 cho đến 10. Chạy thử nhé. Bấm đây này. Đấy. Tôi tạo ra là từ 1 đến 10. Các bạn thấy rõ không? Từ 1 đến 10. Đấy. Và chúng ta có thể là làm cho mọi cái lệnh tương tự như vậy cho mọi cái cho những cái trường hợp khác. Vậy đây là cái đoạn chương trình là nhập tự động nhập vào cái dãy cho trước là bao nhiêu số đó. Rồi, chúng ta như làm quen với các lệnh là add nhé. Lệnh add là lệnh delete này. Lệnh delete all này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với hai lệnh rất quan trọng nữa là hai lệnh này. Đây là hai cái lệnh. Lệnh insert, đây là lệnh là chèn một phần tử vào vị trí thứ mấy của cái dãy này. Đó. Ví dụ tôi muốn chèn vào vị trí thứ 7 này. Chèn vào đằng sau 6 và trước 7. Cái dòng chữ là mẹ chẳng hạn, mẹ vào vị trí số 7 của cái dãy này đó, thì nó sẽ chèn cái chữ mẹ này vào đằng sau số 6, đằng trước số 7, và số 7 sẽ lùi xuống. Đúng vào đây nhé. Đấy, nó chèn mẹ vào đây, mẹ này vào giữa và sau số 6 và trước số 7, nhưng mà chèn mẹ vào vị trí số 7 đây đó nhé. Rồi, còn đây là cái lệnh mà nó sẽ như sau, tức là thay thế cái vị trí, cái phần tử ở vị trí số mấy đấy bởi giá trị. Ví dụ tôi muốn thay cái phần tử ở giá trị ở vị trí thứ 9 thế này. Bấm đây nhé. Thay vị trí số 9, tức là đây số 8 nhé. Thay bởi cái giá trị là con gà chẳng hạn. Vậy là thay cái giá trị của cái dãy của chúng ta tại vị trí số 9 bằng giá trị mới là con gà. Như vậy là thay số 8 này bằng con gà. Bấm lên thử nhé. Đấy. Vậy là thay cái vị trí thứ 9 của dãy này bằng cái con gà. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cái lệnh nữa rất là quan trọng là cái lệnh này. Cái lệnh này là cái lệnh mà lấy phần tử thứ k của cái dãy cho trước ra ngoài. Ví dụ tôi muốn lấy ra phần tử số 7 chẳng hạn. Đấy,
nó cái đây là một cái hàm số, nó hình tất cả các cái lệnh mà hai đầu nó tròn, nó là những cái hàm số chúng ta có thể lấy ra bố đây này, thì nó ra là mẹ này, mẹ này trả lại giá trị là mẹ nhé, lấy ra rồi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có hạ lệnh nữa rất quan trọng là cái lệnh tính độ độ dài của cái dãy cho trước, độ dài một cái hàm trả lại giá trị là độ dài. Đấy, cái hàm này là cứ đây còn là 11 nhé, bố đây này nó trả lại là 11, thì con nào là cái độ là số phân tử của dãy, số phân tử của dãy, được chưa? Đấy, như vậy là một số lệnh rất quan trọng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với hai lệnh nữa, lệnh này là lệnh hơi khó một chút nhưng mà nó sẽ được dùng trong là lệnh này là một và lệnh này là hai, đây là hai lệnh khó nhá. Thì cái lệnh này là cái lệnh mà nó đầu nó nhọn, tức là nó là một cái hàm nhưng mà nó trả lại giá trị là đúng hay là sai, trả lại đúng đúng hay sai thì là cái nhé. Thì cái lệnh này như sau này, nó sẽ kiểm tra xem cái dãy này có chứa cái phân tử này không, nếu mà chứa thì nó trả lại giá trị là đúng là true, tức anh là true, nếu mà không đúng thì nó trả lại giá trị là sai. Thì cái những cái biểu thức mà trả lại đúng sai đó có thể sử dụng trong cái hàm hàm if chẳng hạn, hàm if là hàm rất hay dùng để kiểm tra xem là một giá trị này có bằng giá trị kia hay không, so sánh. Nhưng mà đây là cái hàm nó cái hàm này là cái hàm nó kiểm tra xem dãy số này có chứa cái phân tử này không. Ví dụ thì gọi đây là số 100 chẳng hạn. Thì dãy này có chứa 100 không nhỉ? Không chứa 100 cho nên hàm này nó sẽ trả lại chị là false là sai. Nhanh vào đây nhá. Đấy, false. Thấy không nào? False nhé. Bây giờ thật đều ở đây cái chữ là con gà. Con gà. Nháy thử nhé, đây, đây, con gà đúng vào đây, đúng vào đây, đấy, trả lời là true, đúng như vậy là có dãy đề là chứa phần tử, một phần tử có tên có giá trị là con gà. Còn cái này là khó hơn nhiều, cái hàm này này, cái hàm này là cái hàm mà làm cái hàm mà ở trong cái bản Scratch 2 không có, chúng ta không lập trình được, là cho trước một cái phần tử xong máy nó hỏi nó là phần tử đứng thứ mấy của trong cái dãy này. Ví dụ thầy để đây là số 7 thì nó sẽ trả lại cái vị trí của phần tử số 7 này trong cái dãy này, tức là gì? Tức là số 8. Bấm vào đây nhé. Đấy, nó trả lại giá trị là 8. Bây giờ thầy bà thầy thử cho một số mà nó không nằm ở trong cái dãy này, ví dụ là thầy cho là 101 chẳng hạn. Bấm vào đây. Thì nó trả lại là 0. Như vậy là đây là cái hàm mà nó kiểm tra xem phần tử có nằm trong dãy hay không. Nếu mà có thì nó trả lại cái vị trí của phần tử đó ở trong dãy, trả lại cái thứ tự của nó. Còn nếu mà không, nó trả lại là không. Các phần tử của một dãy bất kỳ sẽ đánh thứ tự từ 1, 2, 3 cho đến n. Đó. Như vậy là đây là những cái mà chung chung. Tất nhiên là các bạn nghe thì các bạn nghe lần đầu có thể là hơi bị ngợp, nó quá nhiều, nhưng mà thôi chúng ta sẽ là hiểu nó thông qua các bài tập thôi, chúng ta làm bài tập một cách từ từ dần chúng ta sẽ hiểu. Nhưng mà cái người mà lập trình thành thạo Scratch đấy thì bắt buộc phải nắm hết, phải biết hết tất cả những cái lệnh này để dùng trong các bài toán của mình nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập mà nho nhỏ đơn giản nhé, nhỏ đơn giản. Đầu tiên là cái bài là như này. Đầu tiên chúng ta làm cái bài như này, tức là chúng ta bài tập là giáo viên sẽ tự động sinh ra một cái dãy bất kỳ, tự động sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên và sẽ hiển thị cái dãy đó ra màn hình. Thì hiển thị dãy như thế nào? Đây. Chúng ta làm cái bài tập đầu tiên nha của ngày hôm nay liên quan đến dãy. Thì đầu vào của tôi là tôi cho đầu vào là một giáo viên, đây giáo viên là cô này nhé, đây là cô giáo viên đây, và chúng ta sẽ xóa cái mèo này đi. Rồi thì giáo viên là như sau, giáo viên sẽ sinh ra một cái dãy số bất kỳ và giáo viên sẽ thông báo là dãy số cô vừa mới tìm cô sinh ra là, và giáo viên hiển thị ra cái dãy đó ở trên màn hình. Được rồi, chúng ta làm thử nhé, mà tập rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái dãy, một cái tên dãy số, một cái dãy nhá, mà ký hiệu là dãy, có thể với tiếng Việt được nhé, dãy
Thông thường là chúng ta tạo ra cái biến nhớ thuộc thuộc hàng cổ dãy là thuộc là cái biến nhớ kiểu chung dùng chung cho tất cả. Rồi, thế là dãy đây nhé. Rồi chúng ta ẩn đi. Bây giờ giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ tự động tạo ra cái dãy này và hiển thị trên màn hình luôn, tự động sinh một cách ngẫu nhiên, được chưa? Chúng ta lập trình rất đơn giản thôi. Đây, lập trình đây nhé. À, giáo viên sẽ làm sao? Giáo viên sẽ tạo ra một cái đây là ngẫu nhiên hết nhé. Đây, giáo viên sẽ làm như sau. Thì trước khi mà tạo ra hiển sinh ra cái một cái dãy số mà đưa vào cái biến nhớ là dãy thì giáo viên sẽ phải xóa đi cái dãy đó từ từ lần trước, xóa đi. Chúng ta dùng lại là delete all off dãy. Đầu tiên giáo viên xóa tất cả cái dãy cũ đi nhé. Sau đó giáo viên sẽ bắt đầu sinh ra và đưa nó vào. Thì về độ dài của dãy thì giáo viên làm như sau, cũng là thầy cho là ngẫu nhiên hết nhé. Thì giáo viên đầu tiên giáo viên sẽ làm lệnh này, giáo viên sẽ làm cái lệnh là repeat theo chiều dài của dãy nhé. Đây, giả sử giáo viên muốn sinh ra cái dãy của chúng ta là có cái chiều dài là cái này cũng là con số ngẫu nhiên là như thế này. Đây, ngẫu nhiên từ 10 cho đến 30 phần tử, ví dụ thì ví dụ như vậy là ngẫu nhiên là từ 10 đến 30 phần tử và giáo viên sẽ lập từng đó lần để chính độ dài của dãy. Thì mỗi phần tử như vậy giáo viên sẽ sinh ra một cái số ngẫu nhiên của dãy đó, ví dụ là số nguyên từ 0 cho đến 100 chẳng hạn nhé, và bổ sung vào cái dãy đó. Chúng ta vào vào cái lệnh này và chúng ta thiện cái lệnh là add. Đấy, bổ sung cái giá trị này này ngẫu nhiên nhé, bổ sung vào dãy và lặp như vậy từng này lần và như vậy là xong. Khi là khi tạo tạo xong thì giáo viên sẽ hiện ra trên màn hình cái thông số là đây, thông báo save cái dãy số đó. Lệnh save rất bình thường là chúng ta có thể đưa cả dãy đó cái dãy này vào trong cái lệnh save này, hoặc có thể hay hơn giáo viên sẽ ghép hai từ lại là một với nhau. Chúng ta dùng lệnh join nhé. Đây là dùng từ là đây là dãy cô mới mới tạo ra nhé. Đây, và đưa cái này vào đây. Đây là dãy cô mới tạo ra và hiển thị dãy ở ở sau cái chữ này và đưa vào đây. Đấy. Như vậy là cái sinh cái dãy đó là số phần tử của nó cũng là ngẫu nhiên từ 10 đến 30 và mỗi phần tử của dãy cũng được sinh ngẫu nhiên từ 1 từ 0 đến 100 và đưa vào dãy. Nhưng mà cái dãy chúng ta nó sẽ có chiều dài là dao động từ 10 đến đến 30. Bấm chạy thử vào đây nhé, bấm vào đây này chạy thử. Đây là dãy cô mới tạo ra mà tất cả chúng ta các dãy các số thử đó là ngẫu nhiên, các bạn thấy không nào? Đó, nhé. Rồi thì đây là bài đầu tiên của hôm nay. Chúng ta sẽ làm quen dần những cái bài bài tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ ghi cái bài này, ghi lại để chúng ta nhớ. Hôm nay chúng ta ghi vào đâu? Chúng ta sẽ ghi vào hôm trước là hôm nay là lesson 4 này. Hôm nay là cái buổi thứ tư. Lesson 4 nhé. Đây là bài số 1 của buổi hôm nay đây nhé. Các bạn thấy đơn giản không? Vậy rất đơn giản, không có gì cả. Sao giờ chẳng xem lại cổ việc gì nữa thôi? Gì cơ? Hỏi đi, em hỏi đi, cho hỏi đi nào. Thì không nghe rõ. Hay cho cháu xem hai cột rồi. Hiển thị thành hai cột đấy à? Hay cho cháu xem hai Trời ơi, không cho nghe, cho nói ồn quá, không nghe cái gì cả. Cho hỏi lại xem nào, nó nhỏ xem nào. Hỏi là vì sao nó sinh hai số hả cháu? cho bọn xem lại cốt đó thầy ơi. Đây là code này, trên màn hình này. Đây là code này. Không nhìn rõ à? Nhìn rõ chưa? Đây là code đấy, trên màn hình đấy, ngắn đi thôi mà. Đầu tiên là cái lệnh là xóa
toàn bộ các phần tử của dãy đó. Sau đó là chúng ta sẽ, đây là đoạn sinh ngẫu nhiên đây, sinh ra các số ngẫu nhiên từ 0 đến 100 và đưa vào dãy và liên tục như vậy là cũng là ngẫu nhiên từ 10 đến 30 lần. Đấy. Các bạn có thấy không? Thì nó ra cái này. Đấy, nó ra cái này. Đấy. Và sau đó hiển thị cái dãy đó ra trên màn hình. Chúng ta có thể nhập trực tiếp cũng được, không sao cả nhé. Đó. Bây giờ tôi được cái bài số 2. Bài số 2 là bài mà không phải giáo viên là sinh ra mà chúng ta nhập trước từ bàn phím cũng được. Trong nhiều trường chúng ta sẽ nhập trước từ bàn phím để nhân vật khỏi phải sinh ra, khỏi phải sinh nữa cũng được nhé. Bây giờ thầy làm các bạn bài số 2. Đây là bài 1 đúng không? Bây giờ thầy làm bài số 2. Đây là bài đầu tiên này. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 2 như sau. Không phải là sinh như này nữa mà như sau. Chúng ta bỏ cái này đi. Không cần cái này nữa. Bỏ cái này đi. Và chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ nhập trực tiếp từ bàn phím. Đây. Nhập trực tiếp luôn. Đầu tiên là tôi xóa này. Xóa này. Nhá. Nhập trực tiếp từ bàn phím luôn. Đây. Giả sử tôi nhập con số là 2, 5, 10, 11, 13, 0, trừ 8, trừ 9, trừ 9, 15, 50, 100, 16. Đấy, như vậy 12 phần tử nhé. Đây là tôi nhập trước này. Như vậy là tôi có thể nhập trước từ bàn phím vào để chúng ta tạo ra một dãy có sẵn. Sau đó là giáo viên chỉ việc ấy thôi. Giáo viên chỉ việc nói thôi. Đây, giáo viên sẽ nói. Đây là dãy. Đây là dãy. Không phải cô mới tạo ra này, đây là dãy cũng không phải cô mới tạo ra mà đây là cái dãy, đây là dãy số của chúng ta, đây là dụ như vậy của chúng ta. Đấy. Thế này thôi, chạy ra như này, đây này 2, 5, 10, 11, 13, 0, 9 đây nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Đây là bài số 2, đúng một lệnh thôi. Bài số 2 là tôi nhập trước. Tôi nhập trước và trả bài chương trình coi như là một cái bộ dữ liệu ban đầu nhé, dãy, và giáo viên chỉ in ra thôi. Thì lệnh in ra là lệnh say bình thường thôi và có thể ghép vào những cái với các cái chữ khác thành ra một câu hoàn chỉnh, đây là dãy gì đó vân vân nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là cách mà chúng ta hiện ra dãy trên màn hình là ta dùng lệnh say như bình thường, giống như là đối với các cái biến nhớ khác. Thì đối với ta say một cái dãy số thì nó hiện ra một cái dãy nhé. Một dãy nó có thể không phải là dãy, không phải là số mà có thể là chữ. Ví dụ nhé, bây giờ tôi sẽ làm bài tập thứ ba như sau. Bài số 3 nhé. Bây giờ new và chúng ta sẽ làm bài số 3. Là như này. Yêu cầu là gì? Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh là nhập số N. Sau đó là nhập N học sinh từ lớp học, nhập tên học sinh lớp học. Mà giáo viên sẽ hiện ra là học danh sách học sinh lớp chúng ta là. Được chưa? Làm được không? Làm được nhé. Mà tập đơn giản thôi nhé. Là nó lại này, giáo viên yêu cầu nhập số N là số lượng học sinh của lớp. Sau đó giáo viên sẽ lượt hỏi là em hãy nhập học sinh số 1, học sinh số 2, học sinh số 3, học sinh thứ N. Và khi nhập xong thì giáo viên sẽ hiện ra trên màn hình là danh sách học sinh lớp ta là, hiện ra danh sách lớp chúng ta đã nhập vào. Được chưa? Các bạn đã hiểu cái bài tập thứ 3 này chưa? Nhá, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái list mới có tên là danh sách học sinh, cho nó ngắn đơn giản nhé. Rồi, và bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ nhập từ bàn phím. Đây, chạy chương trình nhé. Chúng ta vào chương trình đây. Thì bắt đầu vào. Nhập từ đầu cho nên là chúng ta sẽ phải xóa cái dãy cũ của nó. Xóa đi. Được chưa? Rồi, sau đó giáo viên sẽ làm như sau. Chúng ta cần hai biến nhớ. Chỗ này hai biến nhớ. Biến nhớ đầu tiên là biến nhớ N để lưu cái độ dài. Lưu cái đầu tiên nhập số N là số lượng học sinh của lớp. Sau đó là cái biến K để chạy. Chạy từ 1 cho đến N. Thì vì chúng ta yêu cầu là, giáo viên yêu cầu là phải viết là em hãy nhập học sinh thứ nhất, học sinh thứ hai, học sinh thứ ba, thì cái thứ mấy đó, thứ K đó cần biến K nữa.
Cho nên chúng ta cần hai bí nhớ rất quan trọng nhé. Chúng ta cần hai bí nhớ. Bí nhớ thứ nhất bấm vào đây là n là gì, là cái độ dài số lượng mà chúng ta cần nhập vào, và biến thứ hai là biến k, là biến là biến chạy. Cả hai biến này đều là biến chung rồi nhé. Thì đầu tiên giáo viên sẽ hỏi học sinh là em hãy nhập số học sinh của lớp. Chúng ta vào sensing và gọi cái lệnh này đây. Em hãy nhập số học sinh của lớp, được chưa? Sau đó là gán giá trị n đó, giá trị n nhé, n gán vào với cái biến là cái answer, ta biết rồi. Như vậy đây là khi nhập một số vào thì số đó nó sẽ đưa vào biến n, được chưa? Sau đó giáo viên sẽ là yêu cầu học sinh là nhập vào n học sinh nhé. Ở đây giáo viên sẽ repeat n lần, nhập n lần, mà chúng ta sẽ lập n lần, được chưa? Trước khi đó chúng ta sẽ cho k, đầu tiên cho k bằng một để ở trên này nhé. Và lần lượt hỏi mà sau tăng k lên một quý vị. Đây giáo viên sẽ yêu cầu nhập mà học sinh thứ n nhé. Giáo viên làm như sau, thứ k chứ, giáo viên sẽ hỏi đây, hỏi là, em hãy nhập học sinh thứ k, cần hai cái nối, chúng ta cần lệnh join để nối hai cái lại với nhau đây, thậm chí là nối ba cái nếu cần thiết. Đây để vào đây nhé, em nhập học sinh thứ nhé, nhập tên đi cho nó yên tâm, nhập tên học sinh thứ mấy, thứ k, cho k vào. Đó. Được. Học sinh thứ k đây này, cho k vào. Đấy. Và khi nhập xong rồi thì cái sẽ đưa vào cái biến answer, chúng ta lập tức là ta bổ sung cái answer đó vào cuốn sách học sinh. Chúng ta dùng lệnh add đây này. Add cái gì? Add cái answer này vào, học sinh nó nhập vào. Chúng ta nhập vào từ bàn phím mà, answer đưa vào sách học sinh. Đưa vào xong, chúng ta tăng k lên một đơn vị. Đó. Và lập như vậy n lần thì xong nhé. Và khi lập xong thì chúng ta sẽ hiện ra màn hình là sách lớp là đây. Vẫn phải nối hai cái lại với nhau. Chúng ta dùng cái này, danh sách học sinh của lớp ta là nhé. Chúng ta kéo cái này vào, kéo cái học sinh này vào, hiểu chưa? Chạy bây giờ là nhắc lại này, đầu tiên là phải xóa cái trước khi vào chạy thì ta xóa cái dữ liệu cũ đi để ta nhập mới từ đầu. Sau đó là yêu cầu nhập số n là số học sinh của lớp, sau đó là một vòng lặp n lần, cho k chạy từ 1 trở đi, tăng k lên một đơn vị mỗi lần ta nhập xong, và ta yêu cầu là hỏi là nhập học sinh thứ mấy, học sinh thứ nhất, học sinh thứ hai, thứ ba, khi n thì là xong. Thì khi học sinh nhập vào, ta bổ sung luôn vào cái sách học sinh đó, bấm cùng in ra, chạy thử nhé. Đây, em nhập học sinh của lớp, em nhập là 5 người, bấm số 5, enter. Máy báo là nhập tên học sinh thứ 1, ví dụ như là Bình, học sinh thứ 2 là Hà, học sinh thứ 3 là Quang, học sinh thứ 4 là Yến, học sinh thứ 5 là Sơn. Khi hết học sinh thứ 5 thì cũng đồng thời là xong luôn. Cô giáo sẽ báo sách lớp của chúng ta là Bình, Hà, Quang, Yến, Sơn. Các bạn thấy không nào? Có thể viết dài hơn, đây là viết tên nhưng ngắn, có thể viết cả họ tên như là Nguyễn Văn A, Trần Văn B gì đó nhé. Đấy, thì đây là cái đoạn chương trình ngắn để chúng ta có thể học từ đầu khi liên quan đến dãy. Thì dãy đó có thể là dãy là chứa toàn số, hoặc dãy là chứa toàn là văn bản, là ký tự, hoặc có thể dãy là chữ xen kẽ vừa ký tự vừa số. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Như vậy là một số cái bài đơn giản, bài này ta sẽ ký hiệu là
chúng ta ghi vào là bài số mấy, là bài B3 nhé, B3 chúng ta học. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ học mà sang cái phần khó hơn một chút. Khó hơn một chút nhé. Như vậy với bài này chúng ta có thể làm bài tập là nhập một dãy bất kỳ, số bất kỳ từ bàn phím được. Nhập một cái sách học sinh, một dãy số bất kỳ tùy các bạn. Rồi nhập số N, sẽ nhập số các số từ A1, A2, A3, AN. Như vậy là một dãy, là có thể là dãy số hoặc là dãy chữ. Được rồi, bây giờ sửa chúng ta đó là dãy số đây nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái lệnh khi chỉnh rất quan trọng là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ mà sắp xếp lại dãy đó theo tự tăng dần. Làm cho cần một thuật toán là sắp xếp một dãy theo thứ tự tăng dần thì làm thế nào? Cho trước một dãy A là bao gồm các cái số và chúng ta sẽ phải hoán vị thế nào đó để sao cho nó trở thành là một dãy tăng dần từ một từ nhỏ đến lớn. Như tôi cho cái dãy vào tên là tôi nhập số vào là 3, 2, 1, nhưng mà tôi phải biến đổi để sao cho nó xuất phát lại nó thứ tự lại là 1, 2, 3. Đó, có làm không dễ không? Là hoàn toàn là dễ, rất đơn giản. Bây giờ thầy cùng các bạn chúng ta làm thử nhé. Giả sử dãy đó, dãy đó chúng ta để ở chúng ta nhập từ bàn phím cho nhanh nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lưu một cái bài mới. Cũng như vậy chúng ta cần là một giáo viên đây nhé. Con mèo chúng ta xóa đi, chúng ta không cần nữa nhé. Rồi thì đầu tiên là giáo viên sẽ tạo ra một dãy bất kỳ và hiện ra cái dãy đó, và sau đó chúng ta cần lập trình cho giáo viên là hoán vị, tức là sắp xếp lại theo tự tăng dần nhé. Chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy gốc ban đầu ký hiệu là A, thông thường dãy số là ký hiệu là A, B, C gì đó nhé, đúng rồi, đây được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ mà nhập ngay từ bàn phím đây cho đơn giản dễ nhé, đơn giản nhé. Đây rồi, ký hiệu là như là 2, 10, 1, 8, 6, 5, 9, 13, 14, 20, 19, 40, 30, 13 số đi, 27 được hay đấy nhé. Như vậy là chúng ta nhập trước một số ban đầu như này. Và bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại không được tăng dần. Thì có hai cách, hoặc là chúng ta sắp xếp lại chúng ta lưu luôn vào A, hoặc chúng ta sắp xếp lại chúng ta lưu sang một cái dãy khác cũng được nhé. Thôi bây giờ thầy cho đây yên tâm là thầy sẽ đầu tiên thầy khi vào chương trình thì dãy A thầy vẫn giữ nguyên, và thầy sẽ làm một việc thứ nhất thầy copy dãy A này sang một dãy B. Sau đó bước 2 là chúng ta sắp xếp dãy B lại theo tự tăng dần để cho phân biệt được. Nhưng mà A là dãy gốc, còn dãy B là dãy sắp xếp lại nhé. Rồi bây giờ là như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy B. Dãy B thì bắt đầu dãy B tức là 0, được chưa? B dưới là rỗng nhé. Dãy A là cho trước. Rồi thì bây giờ để mà tiến hành ta sắp xếp lại dãy B, ta làm chỉnh như sau. Đơn giản đầu tiên làm này. Đầu tiên là giáo viên là hiển thị dãy A ra trên màn hình và giáo viên nói là bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp cái dãy này nhé. Rồi giáo viên sẽ thông báo như sau. Đây, giáo viên sẽ thông báo như này là chúng ta sẽ sắp xếp dãy sau đây theo tự tăng dần. Đây, mình sẽ nói nhé là chúng ta sẽ sắp xếp dãy sau theo thứ tự tăng dần hay là em đi hay là bạn đi, thế cho nó hay nhé. Việc thầy muốn là không phải một người mà có hai người cho nó hay đi, thì thầy tạo ra một nhân vật thứ hai nhé, một bạn học sinh nhé. Đây một bạn học sinh, thầy muốn tìm bạn nam, một bạn nam hơn là bạn nữ. Đây bạn này nhé, một bạn này. Đây, bạn này nhé. Bây giờ như sau này, bạn này bé một tí, 70 nhé. Rồi giáo viên sẽ nói như sau, giáo viên sẽ thông báo này, em hãy đi, em hãy
Em hãy sắp xếp dãy sau. Sắp xếp sau. Theo dự tăng dần nhé. Chỗ này là giáo viên sẽ hiện, là sẽ hiện mà đưa đây là dãy A ban đầu đây. Đấy. Từ đầu đấy nhé. Đó. Em hãy sắp xếp sau thư tăng dần. Ở đây thì muốn công dụng cách nữa cho nó đẹp. Cách này. Tập chí đây để có dấu hai chấm cho nó đẹp nhé. Hai chấm này. Đâu nhỉ? Hai chấm. Đấy. Hai chấm chưa nhỉ? Mờ quá. Rồi. 2, 10, 1, 8, 5, 9, 14, 20, 19, 40, 30, 27 nhé. Rồi. Thì học sinh thì sẽ phải trả lời là thưa cô dãy đã sắp xếp là phải xếp lại theo thứ tăng dần. Được chưa? Rồi. Thế đây chúng ta sẽ làm như sau. Dãy A đây. Thì khi làm xong này, giáo viên sẽ gửi thông điệp cho học sinh. Học sinh sẽ dùng thuật toán để mà sắp xếp lại và sau đó học sinh sẽ trả lời nhé. Giáo viên sẽ gửi thông điệp. Đây, giáo viên sẽ gửi thông điệp ngay ở đây. Giáo viên sẽ gửi thông điệp cho học sinh. Được rồi. Đây, gửi thông điệp là hãy sắp xếp. Sắp xếp. Sắp xếp. Gửi cho học sinh nhé. Đó. Và học sinh khi nhận được cái thông điệp này, học sinh sẽ làm cái công việc là sắp xếp. Sẽ copy dãy từ dãy A sang dãy B và sắp xếp. Được chưa? Thế nhưng chúng ta làm cho hay hay thôi chứ bản chất của nó vẫn là cái là cho trước một dãy A và sẽ chúng ta sẽ copy sang dãy B và sắp xếp là dãy B theo tự tăng dần dùng cái thuật toán đơn giản. Thì các bạn sẽ phải học nhé. Cái ở trong trong tin học ấy thì cái động tác là sắp xếp một dãy cho trước ấy nó là một bài toán cổ điển, một bài toán cổ điển. Và theo thầy biết đấy là chương trình trong tin học mới này thì lớp 7 là bắt đầu học cái đó. Thì nếu trong lớp ở đây các bạn đây có ai là cấp 1 ấy thì cảm thấy hơi khó một chút nhưng mà không sao cả. Đối với để thi luyện thi tin học trẻ không chuyên ấy, tin học trẻ toàn quốc ấy thì bắt buộc học hết lớp 5 là phải thạo cái này rồi, là phải thạo về dãy số, thạo về các thuật toán sắp xếp rồi. Cho nên là chúng ta cần học bây giờ là không sao cả. Thì là thầy đưa luôn vào cái chương trình là Scratch nâng cao này nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ lập trình cho học sinh này. Đây. Học sinh khi mà nhận được đây, khi mà học sinh là nhận được thông điệp đây là sắp xếp thì học sinh bắt đầu làm cái việc là sắp xếp. Thì có hai phương án, một là học sinh sắp xếp ngay trên dãy A cũng được. Nhưng mà cái lần khi sắp xếp dãy A rồi thì nếu người ta thoát ra là sau ta mở ra vào lại thì dãy A nó lại không từ đầu, nó lại sắp xếp lại, nhưng chúng ta sẽ nhập lại từ đầu mệt lắm. Cho nên thầy muốn là gì? Dãy A thôi thầy giữ nguyên không thay đổi. Chỉ dãy B là thay đổi. Bây giờ học sinh sẽ làm như sau. Khi nhận được thông điệp là sắp xếp, học sinh sẽ làm hai bước. Bước 1 là copy dãy A sang dãy B. Và bước 2 là sắp xếp dãy B theo thứ tự tăng dần và hiển thị trả lời cô giáo. Và dãy A vẫn giữ nguyên thì không sao cả. Được rồi, chúng ta làm nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ copy từ A sang B, có khó nhỉ? Hoàn toàn không khó. Đầu tiên chúng ta phải làm cái việc là chúng ta xóa sạch dãy B đi đã. Dãy A không xóa nhé, mà dãy B thì xóa. Bấm vào đây và chọn lại vào dãy B, chúng ta xóa dãy B đi, ta lại từ đầu. Chúng ta sẽ là sao chép từ B sang từ A sang B. Có hai người học sinh có hai việc rất quan trọng. Một việc là sao chép từ A sang B và việc thứ hai là sắp xếp dãy B. Hai việc rất là độc lập với nhau, đúng không? Và bây giờ thầy áp dụng, thầy không biết lập trình ở đây nữa mà thầy sẽ tạo ra hai thủ tục con làm hai là việc đó. Việc thủ tục con 1 là copy từ A sang B, thủ tục 2 là sắp xếp dãy B. Cho nên hay nhé, để cho chúng ta học cái bài từ hôm trước, học bài về chương trình con rồi, chúng ta làm cho chương trình nó sáng sủa. Rồi chúng ta vào My Blog và chúng ta sẽ tạo ra hai cái thủ tục con, hai chương trình con. Một thủ tục con, một cái blog là copy dữ liệu từ A sang B. Thủ tục thứ hai là sắp xếp dãy B. Làm thử nhé. Đây. Thủ tục thứ nhất là sao chép từ A sang B. Nó có chịu không? Cái này nó có chịu không? Học không ta ok. À nó vẫn chịu, may quá nhé. Thì đây này, thì đầu tiên là học sinh sẽ, đây ta làm gì học sinh đúng không, sẽ sao chép từ A sang B đó. Lệnh thứ hai là sắp xếp
sắp xếp dạy B. Đấy, lệnh thứ hai là lệnh này nhé. Đây lệnh thứ hai là để ở đây, tôi làm sau nhé. Lệnh thứ hai đây. Đó. Như vậy là đối với học sinh khi mà nhận thông điệp là sắp xếp thì học sinh chỉ làm hai công việc thôi, một là sao chép từ A sang B và hai là sắp xếp dạy B, và sau đó là thông báo cho giáo viên. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho học sinh và hai cái này nhé. Cái này rất dễ thôi đúng không nào? Thầy để ở đây nhé, ta lập trình này. Đầu tiên là sao chép từ A sang B, chúng ta sẽ lần lượt lấy phân tử từ A và đưa sang B. Rất là dễ. Rồi, vẫn phải dùng một cái biến nhớ. Biến nhớ là không có đúng không? Dùng biến nhớ, ta tạo biến nhớ có tên là K đi. K. Rất đơn giản thôi. Rồi. A sang B nhé. Đầu tiên tôi cho K bằng 0 và xuất phát từ 1. Sau tôi lặp theo chiều dài của A và lấy phân tử thứ K của A ra và đẩy vào B. Đây, tôi dùng cái vòng lặp bao nhiêu nhỉ? Lặp với số vòng là chiều dài của A. Tôi lấy cái length of A. Gì? Lấy cái gì? Length of A. Repeat là length of A, đúng không nào? Sau đó là tôi lấy ra phần tử thứ K của A. Đây lệnh này. Cái lệnh này chính là cái lệnh mà lấy ra phần tử thứ K của A này. Lệnh này này. Item K of A. Và đưa cái này vào đâu? Đưa cái này vào B. Đẩy vào B. Dùng lệnh này. Dùng lệnh là add vào B. Đúng không nào? Add. Như vậy là đưa phần tử thứ K của A vào B. Đấy. Đây này. Thấy không nào? Đưa phần tử thứ K của A vào B. Điều vào đây nhé, đó. Và sau đó tôi tăng K lên một đơn vị. Còn tiểu tiền đấy đi. Đấy, nhưng mà đây chính là cái lệnh lặp này. Đoạn lệnh lặp là lấy phân tử của K ra, của A ra từ 1, 2, 3 cho đến hết dãy A và đưa vào B. Thôi hiểu chưa? Trước đó chúng ta phải xóa B đi đã, đúng không? Ta chưa có lệnh đây đâu rồi nhỉ? Lệnh xóa B. Ta phải có cái lệnh là trước khi copy sang ta phải xóa hết B đi đã. Cho nên yên tâm. Đây, vậy làm rồi đâu nhỉ? Lệnh đâu? Xóa mất rồi. Delete all of gì? B. B đúng không? Đây này. Đây này này, đúng không? Nhưng mà đây chính là đoạn chương trình đây, là sao chép A sang B này. Ta xóa B trước đây, ta copy lần lượt các phân tử của A sang B, thấy không nào? Và như sau lệnh này này, sau lệnh này này thì là B là chính là A, B chính là A. A tôi giữ nguyên, được chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ cùng các bạn sẽ sắp xếp lại. Đấy, ta cứ để ta các bạn chịu khó một tí, nó hơi khó một chút thôi, không có gì đâu. Chúng ta sẽ phải mà có hai cái vòng lặp lồng vào nhau. Vòng lặp thứ nhất là cho y chạy từ 1 đến n trừ 1, n là độ dài của B. Và vòng lặp thứ hai là cho g chạy từ y cộng 1 cho đến cuối dãy, và ta kiểm tra xem là phần tử thứ y có nhỏ, có lớn nhỏ hơn hay không, nhỏ hơn phần tử g hay không. Nếu mà lớn hơn g thì ta đổi chỗ, không thì thôi nhé. Vậy ta lần lượt ta đổi chỗ, ta làm như sau này. Thì thuật toán này là toán gọi là thuật toán là chọn. Chúng ta sẽ luôn luôn tìm những phần tử nhỏ nhất ta đưa lên đầu. Rồi các bạn làm cùng nhà với tôi nhé. Chúng ta sẽ dùng hai biến nhớ là y và g. Được, thầy dùng từ đây chúng ta dùng k và g luôn cho dễ nhé. Chúng ta tạo ra biến thứ hai là g. Thầy không dùng y vì sao? Vì cái chữ y nó trên màn hình nó mờ lắm, không nhìn rõ cái chữ y. Thầy chỉ nhìn rõ chữ k, nên chúng ta thay k là y và g là g. Như vậy ta dùng hai biến nhớ là k và g để sắp xếp một dãy số, thì nói chung chúng ta vẫn cần hai vòng lặp các bạn ạ. Vì thuật toán sắp xếp nó đòi hỏi rất là khó, không dễ. Chúng ta cũng cần hai cái vòng lặp, mà hai cái vòng repeat lồng vào nhau. Các bạn theo khi là các bạn học sâu hơn nữa lên trên ấy, các bạn sẽ hiểu là thuật toán sắp xếp là thuật toán mà không thể làm nhanh được, mà bắt buộc phải đi lại, quay đi quay lại vài lần ta mới làm được. Hay nôm na nó là thuật toán khó, độ phức tạp là cao nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta cho k chạy từ 1. K sẽ chạy từ 1 cho đến gì? Cho đến là độ dài của B. Nhưng mà không cần độ khô được, mà không cần dễ hết, chạy từ 1 không cần được cuối của B đâu.
đến giả sử đồ dạng của b là n thì đến n trừ một đến trước phần tử cuối cùng của b nhé. Được rồi, thì chúng ta đây chúng ta cho nó tiện, chúng ta sẽ tạo mình nhớ là n cho nó nhanh nhé. N cho nó đẹp, cho đẹp chương trình thôi nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ xét đầu tiên chúng ta đặt cái biến nhớ n này là cái độ dài của b. Chúng ta dùng rất nhiều lần cái b này, chúng ta dùng cái này length của a của b cũng giống nhau mà, a b giống nhau mà, chúng ta để len b đi. Đầu tiên là xét n bằng bằng độ dài của b của dãy chúng ta cần sắp xếp. Thì vòng lọc đầu tiên là chạy từ k từ 1 cho đến đâu, cho đến n trừ 1 này, chỗ này nhé. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh này, chúng ta làm phép trừ. Đây, phép trừ. Phép trừ là gì? Phép trừ là n trừ 1. Chúng ta kéo cái n này sang này. N trừ đi 1. Như vậy là k sẽ chạy từ 1 đến n trừ 1 nhé. Rồi. Vòng lọc thứ hai là ta cho g, đây g nhé. Cho g chạy từ diện mấy, cho g chạy từ mấy nhỉ? Với mỗi k thì g sẽ chạy từ là k cộng 1 trở đi. K cộng 1 cho đến n, cho đến n nhé. Cho nên chỗ này ta vào làm chỗ này, đây là đây sẽ là gì? Đây khó, đây nó sẽ là phép cộng. Đây nó sẽ là k cộng 1. K từ 1 đến n trừ 1, còn g đầu từ bên trên của k và chạy trên cuối. Đây chúng ta dùng cái này. Đây nó sẽ là gì? Đây nó sẽ là k. Thì khó một tí nhé các bạn, chỉ khó một tí. K cộng 1. Chúng ta nhớ cái bài này và các bạn về nhà các bạn cứ làm đi làm lại và ta học thuộc lòng cái thuật toán này để mai kia mà có cái bài tập mà liên quan đến sắp xếp thì ta làm ngay lập tức được nhé. Như vậy là đầu tiên là dk này, dk là chạy từ 1 cho đến n trừ 1, còn tiếp theo là g chạy từ k cộng 1 đến n. Đến n. Như vậy là gì? Như vậy là cái chiều dài của cái g này nó là gì? Nó là chính là độ dài của cái vòng lọc thứ hai, là chính là tức là n trừ dk. Để ta viết cái vòng lọc thứ hai là đây. Repeat. Vòng lọc ngoài là n trừ 1, vòng lọc trong là n trừ k. Đúng n trừ k không nhỉ? Đúng, với n trừ k. Đây chính là n, lệnh là chính là n trừ k. Khi mà g bằng cuối cùng khi mà g k lọc n trừ k mà đúng không? G bằng k cộng 1 mà cuối cùng của nó là k cộng n trừ k thì chính là n. Chỗ này chính là n trừ k. Chỗ này nhé. Chính là n trừ k. N này trừ đi k. N trừ k. Đây. Nhé, g bắt đầu từ k cộng 1 và lập mà n trừ k lần khi mà thì cuối cùng thì là g nó sẽ bằng k cộng 1 k cộng 2 cho đến cuối cùng lại là chính là n. Chạy từ 1 đến n, chạy từ k cộng 1 đến n thì nó chính là n trừ k. Rồi, ở chỗ này này, chúng ta sẽ kiểm tra này. Kiểm tra nếu mà nếu mà phần tử thứ BK mà lớn BG thì ta đổi lại k BG thế mà. Nếu k mà lớn BG ta đổi chỗ lại này. Nếu này ta làm lại nhé, nếu này nó sẽ không đúng ta phải đổi lại đây if nhá. If này nào ta dùng quan tử lớn hơn nhá. Đây lớn hơn đây. Hơn đây. If phần tử thứ B phần tử thứ K mà của B lớn phần lớn phần tử thứ G thì ta đổi chỗ. K là trước, G là sau mà. Đây này. Ở đây ta vào lấy cái này nhé. Đây ta vào lấy cái này. Hơn đây các bạn hơi khó một tí đấy nhưng không sao đâu. Nhé, ai tầm này nhá. Lấy ra hai cái này. Đều là B hết nhá. B. B này. Nếu mà phần tử thứ K mà lớn hơn phần tử thứ G, G chạy sau K nhé. Thì làm gì? Đây. Nếu phần tử thứ K mà lớn hơn phần tử thứ G
Hại lớn hơn thì ta đổi chỗ hai phần tử. Đổi chỗ. Đổi chỗ thì như thế nào? Đổi chỗ thì chúng ta cái công đổi chỗ hai phần tử thì là như sau, chúng ta cần cái bên trung gian nữa. Ta đặt cái để hơi khó một tí nhé, ta các bạn chịu khó một tí, ta đặt để đổi chỗ hai phần tử là BK và BG, chúng ta cần một phần tử trung gian. Đây các bạn phần tử trung gian, ta tạo cái bên nhớ có tên là TG, chữ gọi trung gian nhé, trung gian. Thì làm như sau này, cái này các bạn chịu khó cũng có sẵn tôi một chút là chúng ta sẽ hiểu, chạy chúng ta hiểu ngay thôi nhé. Đây này, nếu mà BK mà lớn hơn BG thì chúng ta sẽ hoán vị hai phần tử đó. Thì hoán vị như thế nào? Đấy, thì ta cần một trung gian. Đầu tiên tôi gán cái trung gian, gán cái trung gian để tôi lưu lại, gán trung gian này cho cái phần tử thực ca. Đây, gán phần tử thực ca vào trung gian. Đúng không? Tiếp theo là tôi để tôi lưu lại đã này. Sau đó tôi đưa phần tử BG này vào phần tử thứ K. Đây. Đây tôi add nha. Yeah. B. Không, dùng add, dùng lệnh này nhé, dùng lệnh là replace. Nha, yeah. Phần tử thứ K của B tôi cất vào trung gian, sau đó là phần tử thứ K thay thế phần tử thứ K. Thứ K của B bằng cái gì? Bằng cái gì nhỉ? Thay thế, đây lệnh là thay thế mà. Thay thế phần tử thứ K. Đây là K này. Thay thế phần tử thứ K của B bằng cái gì nhỉ? Ai nói thế nào? Bằng là phần tử này, chứ là bằng phần tử BG. Đây này, bằng cái này. Đó, lệnh thứ hai nhé. Lệnh thứ ba là thay thế phần tử thứ thay thế phần tử thứ G. Đây. Lệnh thứ nhất là thay thế phần tử thứ K của B bằng phần tử thứ G của B. Và lệnh thứ hai là thay thế phần tử thứ G của B bằng gì? Bằng phần tử thứ phần tử K. Phần tử K, nhưng mà K đổ rồi, thì dùng là trung gian. Ta phải lấy trung gian ra, trung gian ta đưa. À đúng rồi. Đúng rồi. Đó. À đúng rồi. Như vậy là đây này, lệnh ba lệnh này là lệnh ba này dùng để thay đổi vị trí của hai phần tử K và G của B nhé. Nhắc lại này, đây đầu tiên tôi lấy phần tử thứ K ra cất vào trung gian, phần tử thứ K tôi thay thế bằng phần tử thứ G, sau đó là phần tử thứ G thay thế bằng trung gian. Thì với ba lệnh này xong thì phần tử K và G đổi chỗ cho nhau. Và sau cái vòng lặp này thì ta phải tăng một lọc này, ta sẽ phải chuyên G by 1 ở trong vòng lọc này. Đó, đây nhé, đây này. Còn bên ngoài, vòng lọc ngoài thì là vòng lọc ngoài, ta là chuyên K ở vòng lọc ngoài. Lọc này này, đó. Đây chính là cái dòng sắp xếp này. Nhớ, nhắc lại này. Đây là sao chép rồi nhé. Đây là sắp xếp của B này. Nhắc lại nhé, ta gọi N là độ dài, là số phân tử của B. Ta cho K chạy từ 1 đến N trừ 1. Và với mỗi đó, đây là chuyên K này, bay 1. Đây là bay 1, xin lỗi, đây là bay 1. Và bên trong, ta cho G chạy từ K cộng 1 đến N. Và ta kiểm tra nếu mà BK lớn hơn BG thì ta đổi chỗ. Thế thôi. Và sau lệnh này thì ta phải thông báo cho giáo viên rồi. Ta dùng lệnh này và ta thông báo, dùng lệnh loop đây. Đây. Ta phải nối hai cái lại với nhau, nối lại, join lại với nhau, đúng không? Đây, dãy đã sắp xếp là, dãy đã sắp xếp là, đúng không nào? Và chúng ta kéo cái bên này ra cho giáo viên, cho thông báo cho giáo viên biết là dãy được sắp xếp lại, đúng. Đó. Nhắc lại nhé, chúng ta có đối với giáo viên thì là như thế này, rất đơn giản, còn đối với giáo sinh thì phức tạp hơn, sẽ dùng là thì chính đây là đầu tiên là xóa bê thơ, chỗ này là xóa bê rồi, thực ra không cần chỗ này nữa, đâu nhỉ, đến xóa bê rồi này, xóa bê rồi nhé, sao chép A sang B và sắp xếp dãy B. Đấy, đây sao chép đây này, chỗ này là không cần lệnh sắp xếp này nữa này, xóa được cũng được,
ở đây đây thầy sẽ bỏ cái này đi, không không cần cái này nữa, bỏ cái này đi cho nó nhanh, được chưa? Như vậy là với B, với học sinh sẽ cùng có hai lệnh là sao chép từ A sang B để cho A giữ nguyên và thay sắp xếp dãy B theo sự tăng dần và thông báo cái kết quả đây nhé. Cùng có hai lệnh này, chúng ta chạy thử nhá, xong có đúng không nhá, để chúng ta bấm to chạy thử này, bấm vào đây này. Đây. Ơ, không thay đổi à? Cái chỗ kia nó, cái chỗ này, cái này nó phải change k by 1 chứ. Chỗ nào? À đây, nhầm, chỗ này nhầm. Chỗ này là change k by 1. Change k by 1, change g by 1, đúng không? Thử nhé. Đây này. À, cô giáo viết nhé là 2, 10, 1, 8 này, B học sinh xếp lại này là 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 này. Thế không nào? Theo dự tăng dần rồi. Nhưng mà thế tại sao nó lại lặp đi lại n trừ 1 lần nào? Nhớ. Bây giờ muốn sắp xếp thì phải như này này. Đây này, bây giờ chúng ta cứ thế này nhé. Vì sao như này cái gì? Chúng ta cứ giả sử lớp chúng ta có các em học sinh xếp hàng dài như này. Và giáo viên bảo là xếp lại dự tăng dần, các em nhỏ xếp trước, em cao xếp sau, thì ta làm như nào nhé? Chúng ta sẽ phải lần lượt, chúng ta xuất phát em thứ nhất, sau chúng ta đi, sau chúng ta tìm các người ở phía sau này, ai mà nhỏ hơn em nhất ra cho đổi chỗ cho em thứ nhất, gặp nhỏ hơn em đổi chỗ. Sau khi mà đổi được xong chỗ rồi thì người thứ nhất sẽ là người nhỏ nhất, sau ta sang người thứ hai, ta tìm các người ở sau người thứ hai, cái ai mà thấp hơn người thứ hai thì ta đổi chỗ cho người thứ hai, thì sau vòng hai lặp hai thì người số hai sẽ là người nhỏ nhất, chúng ta sang vòng thứ ba cứ như vậy, sau n trừ một lần thì là xong. Đây này, đây này, đây nhé, đầu tiên cho k bằng một này, sau cho di chạy từ k cộng một cho đến cuối hàng, k cộng một đối với k là phần tử đầu tiên nhé, cho phần tử di chạy từ thứ hai chỉ đi, người thứ hai, thứ ba, thứ n, xem ai mà thấp hơn anh đầu tiên này thì ta đổi chỗ, thì sau khi chạy từ khi mà di chạy xong nhé một lượt thì phần tử đầu tiên này là phần tử nhỏ nhất là xong, sau tăng k lên một đơn vị ta sang phần tử thứ hai là k đấy nhé, xong cho di chạy từ k cộng một trở đi, cứ ai mà ai mà lớn hơn gì thì ta, ai mà lớn k thì ta đổi chỗ cho k, ai mà nhỏ hơn k thì đổi chỗ cho k, thì sau vòng hai thì phần tử k bằng hai này là phần tử nhỏ nhất nhưng mà là lớn hơn anh thứ nhất này, và cứ như vậy ta phải sau n trừ một bước ta mới làm xong. Như vậy để sắp xếp như vậy ta phải có hai vòng lặp lồng vào nhau, được chưa? Đó thì bây giờ các bạn xem kỹ cái này nhá. Nếu mà không hiểu lắm thì chúng ta có thể về nhà ta xem lại. Nó không phải là quá khó đâu. Chúng ta có thể vẽ giấy ra và chúng ta sẽ làm thôi nhé. Hoặc chỉ có hoặc các bạn có thể là cải tiến cái chỗ này cho nó hay hơn, nhưng mà tôi để như này cho nó ở mức độ là nó dễ nhất thì chúng ta có thể làm được nhé, có thể hiểu được. Được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta lưu cái bài này lại thành bài số bài B4 nhé, bài B4. Rồi. Hơi dài một tí đúng không? Hơi dài một tí nhé. Rồi bây giờ còn thời gian chúng ta sẽ làm một cái bài tập nữa nhá. Bài tập này là cái bài tập như sau. Mình có kịp làm không nhỉ? Bài tập này là cái bài trong cuộc thi sơ khảo vừa rồi tại Hà Nội và tại Đà Nẵng nhé. Cái bài như sau. Để tôi chiếu các bạn cái bài này, cho chúng ta xem cái bài tập đó nhé. Đây này, là như này nhé. Mà giáo viên sẽ sinh ra một dãy các cái phần tử như này, sinh ra và giáo viên thông báo trước. Ví dụ là cô có quà tặng em, là cô giáo thông báo là có hai quả bóng, có năm quả táo, có hai cái chuông, bốn cây nến vân, và các cái số này sẽ được lưu vào trong một cái dãy nhé, lưu trong dãy và hiện ra các phần tử ở đây.
Sau đó thì học sinh sẽ chọn quà bằng cách là nháy chuột lên quà. Nháy chuột lên quà, ta có thể nháy lên. Khi nháy lên thì con cái quà đó nó sẽ nó kêu pop và nó ẩn đi, và nó ẩn đi. Khi mà học sinh đã chọn xong rồi, học sinh không phải không chọn hết, chọn một số thôi. Chọn xong rồi thì bấm nút space kết thúc, thì giáo viên sẽ thông báo là số quà còn lại của em mẹ không chọn là như thế nào. Số quà còn lại là 2 quả bóng, là 1 quả táo, là 1 cái chuông, là 3 cây nến, 1 quả vân. Đây là bắt đầu nhé, rất nhiều quà ở đây, và học sinh chọn xong rồi giáo viên thông báo còn lại đây. Thì chúng ta sẽ phải sinh ra một cái dãy nhé, một cái dãy là gồm có các cái đồ chơi như này, sử dụng cái đồ chơi như này nhé. Và bài này là bài khó, bài này là bài hơi khó một chút nhưng cũng không phải quá khó. Chúng ta sẽ làm như sau nhé, bạn đã hiểu chưa? Như vậy là giáo viên sẽ phải sinh ra một cái dãy gồm có ví dụ như là các dãy số nguyên thôi, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó, và dãy phần tử thứ nhất ví dụ ứng với là cái đàn, phần tử thứ hai là ứng quả bóng, phần thứ ba là ứng cái chuông đó. Thì chúng ta sẽ phải có một dãy bên nữa, ngoài dãy ban đầu thì có một dãy thứ hai là dãy tên các cái đồ vật. Như vậy về đầu bài này cần hai dãy nhé. Sau đó là chúng ta hiện ra màn hình các phần tử quà trên màn hình, và học sinh sẽ chọn quà. Chọn xong thì giáo viên sẽ đếm còn lại là bao nhiêu, giáo viên sẽ hiện ra trên màn hình. Đấy, thì chúng ta làm thử bài này nhé. Bài này, đây là chính cái bài mà phải dùng dãy và có mô tả ở trên màn hình nữa. Một bài tập mà theo thầy thì không phải là quá khó. Và về lý thuyết là ở lớp chúng ta đây này, lớp nâng cao này, chúng ta có thể làm được nhé. Bây giờ thầy cùng làm các bạn bài tập này nhé, cũng đơn giản thôi, không khó nhé. Chúng ta sẽ đây, bây giờ chúng ta sẽ có chúng ta new cái bài mới, và chúng ta sẽ làm cái bài thi sơ khảo toàn quốc khu vực phía Bắc và miền Trung nhé. Đây là bài số 2 của nó, một cái bài tập cũng dễ. Đây, phần tử thứ nhất là người thứ nhất là giáo viên đứng ở đây, được chưa? Sau đó là chúng ta cái nhân vật thứ hai chính là các loại quà. Đây, chúng ta sẽ tạo ra cái phần tử thứ hai là quà nhé. Bóng này nhé, ta chọn thêm đây phần tử thứ hai đây nhé, không cần để ta xóa bớt đi bóng nhé. Thì các phần tử trang phục của cái phần tử thứ hai này, kinh vật thứ hai này, thứ hai thì sẽ gọi tên là quà nhé. Quà đây, quà nhé, quà, được chưa? Và số lượng không phải đâu, danh sách hay các loại quà đây này, các loại quà của trong danh sách chính là các trang phục của phần tử thứ hai này nhé. Phần tử nhất là bóng này, để thêm phần tử thứ hai này, thêm nhé, thêm cái số 2 đây, tôi chọn cái tí đây, chọn hai là bóng này, đây là bóng rổ này nhé. Phần thứ hai tôi là chọn thêm cái số 3, cứ chọn thêm cho nó vui vui nhé. Không hay lắm. Đồ đạc thì là cái gì nhỉ? Đồ đạc là chỗ nào nhỉ? Đây toàn những từ chuông. Vậy cái thứ ba là cái chuông. Đây, cái thứ ba là cái chuông nhé. Thầy chọn là 10 cái cho nó dễ đấy nhé. Music này. Đàn đúng không? Đàn. Đấy, đàn này. Đây là bóng thường này. Đây là bóng rổ này. Đây là chuông này, đây là đàn này, ta chọn cho đủ 10 cái đồ vật cho nó hay. Là cái này là gì này? Táo này, quả táo này, là cái thứ 5 này. Cái thứ 5 là đây. Ô tô nhá. Ô tô. Ô tô thì để cho nhỏ hơn một chút, ô tô to quá, ô tô để cho 50. Ô tô nhá. Ô tô là mấy? Ô tô là 6 rồi. Thì thầy sẽ chọn là đủ 10 cái nhé.
dưa hấu. Ok, dưa hấu. Cái to quá nó, cái này thì lại cái to quá, cái hay bé quá thì được. Đàn, đàn được rồi. Cái này được rồi. Bông hơi bé quá, không sao. Bảy rồi, ta thêm một cái nữa đi. Thêm đàn rồi đúng không? Bây giờ thì thêm trống. Trống là quà. Rồi, thêm cái 8 rồi. Thêm cái số 9 nữa đi. 9 là spot. Spot có cái gì không? Không có đồ vật, đồ chơi nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Fashion. Ở cụ đệm được. Thêm cái áo. Một cái áo nhé. Áo, áo làm vào chơi. 9, ta thêm người nữa thôi. Thêm đồ vật nữa thôi. Fashion. Thêm cái mũ này. Rồi, như vậy chúng ta có gì? À, chúng ta là có 10 cái đồ vật đây. 10 đồ vật, được chưa? Bây giờ để mà cô giáo viên có thể mà để giáo viên có thể nó chính xác là hai quả bóng, hai quả táo thì chúng ta cần thêm một cái bảng. Cái bảng này lưu tên các loại quả. Lưu tên các loại quả. Được chưa? Đây, chúng ta cần ta tạo ra một cái bảng. Một cái bảng, một cái dãy nhé. Một cái dãy có tên là quà. Quà, và dãy này là lưu tất cả các cái thông, các cái tên của các loại quà ở trên màn hình và giáo viên có. Và giáo viên sẽ là phần mềm để sinh ra một dãy, sinh ra các cái dãy quà và hiện trên màn hình. Học sinh chỉ việc nháy chuột vào và chọn quà, được chưa? Thế vì cái quà này sẽ ứng với gì? Là ứng với là các cái phần số thứ tự của cái số tự của các cái của cái nhân vật là quà này nhé. Như vậy ta biết này. Đúng không? Một là bóng. Bóng nhỏ đúng không? Phần tử thứ hai là bóng chuyền. Đấy, ta biết tiếng Việt cho nó dễ. Phần tử thứ ba là chuông. Cái quà thứ ba là chuông. Chúng ta ghi vào như bình thường nhé. Chuông. Đấy, các bạn phải chịu khó. Bên đây là bài là luyện tập về dãy rồi. Phần tử thứ tư là đàn. Đàn guitar. Chúng ta nhập vào đây thôi. Phần tử thứ năm là quả táo. Quả táo. Phần tử thứ sáu là cái gì? Nhìn vào đây. Phần tử thứ sáu là ô tô. Ô tô. Phần tử thứ bảy là gì? Là dưa hấu. Là miếng dưa hấu ăn được. Phần tử thứ 8 là gì? Là trống. Cái trống. Phần tử thứ 9 là áo. Cái áo. Phần tử thứ 10 là cái mũ. Được chưa? Đấy, các bạn thấy là cái mũ. Như vậy chúng ta lưu danh sách tất cả các cái quà này là lưu trong cái dãy số quà tử quà, được chưa? Rồi, và giáo viên sẽ làm như sau nhé. Để chơi thì giáo viên sẽ làm như này. Chúng ta dựa vào đề bài đây nhé. Đây, giáo viên sẽ nói là cô có quà tặng tặng các em. Như vậy giáo viên sẽ phải sinh ra một dãy nữa là dãy để mô tả các loại quà, số lượng các loại quà. Ví dụ như là giáo viên sinh ra một dãy gồm có 10 phần tử, mỗi phần tử của nó là một số ngẫu nhiên, ví dụ từ 1 đến 5 phần tử nhé. Như vậy là ví dụ chúng ta giáo viên sẽ làm đây là ta xem lại quà nhé. Đây này, giáo viên sinh ra một dãy số, ví dụ như là phần tử nhất là 3 thì là phần mềm sinh ra là 3 quả bóng nhỏ. Phần tử thứ hai là giáo viên sinh ra là 3 và 5 thì giáo viên tạo ra là 3 quả bóng chuyền. Ví dụ như là 2 cái chuông, 4 đàn guitar, 2 quả táo, 2 ô tô, 1 dưa hấu, 3 cái trống, đúng không? 9 cái áo và 10 cái mũ. Giáo viên sẽ sinh ra cái dãy đó là dãy cái quà tặng đó và sẽ hiện ra trên màn hình các cái nhân vật này bằng cách là chúng ta dùng clone chúng ta tạo ra. Đấy, như vậy là bước thứ nhất là giáo viên làm như vậy. Và sau đó giáo viên sẽ cho học sinh là nháy chuột để chọn. Khi học sinh mà nháy chuột chọn
thì lập tức là gì? Lập tức là cái đồ vật đó nó sẽ ẩn đi, nó biến mất đi và nó sẽ trừ đi, trong máy tính nó sẽ trừ đi cái số lượng của quà của giáo viên đã cho. Khi học sinh chọn xong thì giáo viên sẽ đếm lại cái số quà đó còn lại và giáo viên sẽ thông báo trên màn hình. Được chưa? Nhá, mình sẽ làm cho làm nhanh nha. Bài này nếu mà thầy mà làm chưa xong thì các bạn sẽ về nhà làm nốt nhá. Rồi. Thì đầu tiên giáo viên sẽ tạo ra một dãy nữa ở đây. Đây là dãy quà nhé. Và tiếp theo là mà các bạn nào dừng lại đi. Giáo viên sẽ tạo ra một dãy là số lượng quà. Dãy này là dùng để lưu cái số lượng quà mà giáo viên muốn tặng học sinh. Số lượng quà. Được chưa? Ok. Rồi. Thì giáo viên sẽ là đầu tiên giáo viên sẽ là sinh ra cái bảng này một cách là ngẫu nhiên. Ta làm luôn đây nhé, đơn giản này. Đây, giáo viên làm như sau. Giáo viên sẽ phải xóa toàn bộ phần tử, xóa cái dãy là số lượng quà đi. Nhắc lại nhé, cái bảng quà là cái dãy quà là cái dãy số cái dãy mà cái list quà là dãy tên các loại quà gốc mà trong mềm có. Còn số lượng quà là số lượng từng loại quà một giáo viên muốn tặng học sinh. Chúng ta sẽ phải xóa delete all of số lượng quà. Được chưa? Sau đó giáo viên sẽ tạo ra một cái sinh ngẫu nhiên ra cái loại quà đó nhá. Thì giáo viên làm sao? Giáo viên sẽ làm như này, giáo viên sẽ dùng cái repeat theo chiều dài của cái dãy quà. Đây, giáo viên sẽ repeat theo cái chiều dài đây, theo cái length của quà. Và với mỗi loại quà, giáo viên sẽ sinh ra một số ngẫu nhiên từ 0 cho đến 5 hay là từ 0 đến 10 tùy các bạn. Từ 1 đến 10 đi nhé. Đây, chúng ta sẽ add pick ngẫu nhiên từ 1 đến 10 và add vào và đưa vào cái dãy, add vào cái mảng số lượng quà pick random như này và đưa vào. Đó, như vậy là sau khi lọc xong cái này rồi thì giáo viên thông báo cho màn hình, thông báo qua đây, đây là số quà cô tặng em là đây này, đây nhé, giáo viên sẽ hiện ra trên màn hình đây. Các bạn có thể hỏi thầy có hiểu không, đây số lượng quà cô tặng em nhé. Và giáo viên sẽ đẩy cái dãy thứ hai số lượng quà ra nhé. Chạy thử này, cái này ta ẩn đi hết, ta ẩn đi nhá, ta phải ta ẩn đi cái bảng thứ hai này, ta làm sau này, trước mắt thầy muốn cho ẩn đi đã này nhé. Lúc này hai rồi, chạy thử nhá. Đây này. Ồ. Sao lại dãy này nhỉ? À không được. Xin lỗi, không phải dãy này. Đây không, cũng xin lỗi, không phải được cô giáo đâu rồi. Không phải dãy này. Mà như này chứ. Cái này hơi khó một tí nhá. Cái này nó không phải đơn giản như này, nó phức tạp hơn. Để hiển thị ra cái loại quà này là vì nó thông qua cái mảng kia nữa chứ không phải chiều thế này. Giáo viên sẽ báo là gì? À, đây cái này khó mà các bạn một tí nhá, số lượng quà cô tặng em là ví dụ như là 7, đây là 7511, đây này, cái này là 7 quà, cái này khó với các bạn nhỉ. Hay khó chỗ này là thầy không ấy. Thôi được, bây giờ thầy không thầy ghi như này cho dễ hiểu, nhưng thầy bỏ cái này đi, thầy không để thầy biết là cô có quà cho các bạn cho các em. Quà này sẽ hiện trên màn hình. Em hãy nháy chuột chọn. Đó. Nhá. Nó thông báo như đơn giản như này này. Đó. Thế bây giờ như sau này,
giáo viên sẽ, tôi bỏ qua cái việc đếm nhé, giáo viên sẽ gửi thông điệp sang cho nhân vật này sẽ hiển thị trên màn hình các cái loại quà đó nhé, bằng cách thông qua cái bảng này và hiện lên là ví dụ như là có số lượng quà đây, số lượng quà là có 6 đây nhỉ, ví dụ như là có 6 quả bóng nhỏ, 6 quả bóng truyền, 6 cái gì đó này hiện ra trên màn hình hết nhé. Đó thì giáo viên sẽ gửi một thông điệp vào đây, gửi thông điệp cho nhân vật thứ hai, nhân vật quà, gửi thông điệp có tên là bấm vào đây là hãy hiện quà, hãy show quà lên đấy, hiện thông báo được chưa. Rồi thì bây giờ cái nhân vật này sẽ hiện ra, được chưa, hơi khó một tí nhá, chúng ta chịu khó một tí nhá. Thì nhân vật này, nhân vật quà này là như sau, nhân vật quà này sẽ có một cái tham, nó có một cái gì, sẽ có một cái ta cho tạo ra một cái bên nhớ riêng là ID của nó. Nhắc lại vì nó là dùng clone mà chúng bắt buộc phải có một cái bên nhớ riêng là ID của nó, ID nhá. ID này có nghĩa sao? ID bằng 0 là nhân vật mẹ, ID lớn 0 thì nó là clone, nhưng mà cái số ID nó bằng K thì nó chính là trang phục thứ K. Đó, nhưng mà ID bằng 1 thì nó là trang phục hiện ra là trang phục thứ nhất là quả bóng thường. ID bằng 2 chính là quả bóng truyền. ID bằng 3 thì nó là cái gì đó theo đúng cái trang phục của chúng ta. Được chưa? Rồi, và ban đầu là nó bằng, tất cả nó bằng 0 và ẩn đi như thế này. Được chưa? Đấy. Nhưng mà đây là ban đầu nhá. Khi nhận được thông điệp là hiển thị quà đi, đây. Khi nhận được thông điệp là đây. Khi nhận thông điệp là gì? Là show quà đi thì nhân vật gốc này sẽ bắt đầu bây giờ mới hiển thị quà và hiện trên màn hình. Rồi. Thì như vậy ta làm như sau, cái này nên nhận vốn trước là cái lệnh này chỉ áp dụng cho nhân vật gốc thôi, chứ chúng ta chọn cái lệnh này. Chúng ta áp dụng lệnh này và chọn nhớ là if khi mà ID bằng 0 ấy thì ta mới thực hiện. Đây. If ID bằng 0 tức là áp dụng cho nhân vật mẹ thôi nhé. Rồi, và chúng ta sẽ lần lượt chúng ta làm như sau này. Giáo viên này gửi thông điệp cho nhân vật này, và khi mà show quà lên thì làm như sau. Nhân vật này sẽ làm như sau, sẽ lần lượt chạy dọc theo cái số lượng quà này, và bên trong ta sẽ sinh ra, lần lượt ta sinh ra bên trong nó là các cái là các cái mà clone nhé. Ví dụ như này, đây, cái sinh ra là ví dụ như này, sinh ra là 6 clone ứng với ID bằng 1, 6 clone ứng với ID bằng 2, 6 clone ứng với ID bằng 3, 6 clone ứng với ID bằng 10, ID bằng 4, 10 clone ứng với ID bằng 4, 6 clone ứng với ID bằng 5, cứ như vậy cho đến hết. Đấy, được chưa? Và hiển thị trên màn hình đúng như vậy. Rồi, chúng ta làm thử này, cái này hơi khó một chút. Rồi, chúng ta như sau này, chỗ này là sẽ lần lượt như sau, lần lượt là lặp. Đấy, chúng ta nhớ nhé, là lặp bao nhiêu lần, lặp theo chiều dài của cái dãy số lượng quà. Đây, lặp theo cái length của số lượng quà. Đấy, số lượng quà. Được chưa? Rồi, tiếp theo là như thế này. Ở đây chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta sẽ phải, đầu tiên chúng ta set ID bằng 1 ở trên này nhé. Sau cùng khi làm xong rồi thì chúng ta sẽ đặt ID lại bằng 0. Ở trong chỗ này này là chúng ta sẽ lập, mà chúng ta sẽ ấy nữa, chúng ta sẽ tạo ra cái tạo ra clone nhé. Thì các bạn nhìn này, cách làm nhé. Lọc theo cái chiều dài của số lượng quà. Được chưa? Thì với mỗi một cái phần tử ở bên trong này ta làm như sau này. Chúng ta lấy ra cái phần tử ở đây, phần tử của nó là đây, phần tử của cái item này. Số lượng quà nhé. Đây. Thì đây này. Đây là phần tử thứ nhất của số lượng quà là cái gì? Là chính là cái, là các cái quà ứng với ID bằng 1,
nhé. Để tôi làm như sau, đây các bạn cùng với thầy ta chú ý nhé. Đây này, chỗ này nhé, ở chỗ này này, khi mà ID 1 rồi nhé, thì lập ở trong này chúng ta làm như sau. Với mỗi một cái lập này chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ như thế này, chúng ta sẽ change switch custom ID. Đây, các bạn cùng với thầy làm tí nhé. ID đây, ID. Và tất nhiên là chỗ này chúng ta sẽ phải show lên. Show lên để hiện ra ngoài. Đây này, chỗ này. Các bạn đã thấy mình tự show. Show luôn ở chỗ này cho nó dễ đi. Show luôn đây này. Và end và 2 ở chỗ này. 2 ở chỗ này nhé. Kích thước là 2 đây. Show này. Show lên và switch custom to ID này. Sau đó là gì? Sau đó là gì? Sau đó là sau đó là tạo. Không phải chỗ này, mà chúng ta không phải chỉ tạo một lần đâu, mà tạo ra lần này lần chúng ta sẽ dùng mệnh lệnh lặp. Hơi khó chỗ này, hơi lặp từng này lần đấy. Vì với mỗi loại quà nó có nhiều loại quà, mà có 5 cái mũ, có 3 cái đàn guitar, thì đây là đây số lượng quà này. Ta tạo clone là từ này cái đấy, đưa vào đây switch đấy. Và ở đây sau đó chúng ta sẽ change ID by 1 và sau chỗ này. Đó. Như switch được ID bằng đầu tiên 1 này. Tạo ra cái số một số lượng quà ứng với là phần tử thứ 1 của số lượng quà. Tạo clone xong rồi ta tăng ID lên 1 và là quay lại đây, lặp theo chiều dài của số lượng quà. Đấy, khi tạo xong quà thì chúng ta sẽ đặt lại ID 10 và ẩn đi. Nhé. Đó. Còn cái lệnh mà khi mà chúng ta sinh quà rồi thì chúng ta hiển thị nó ở vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Đây. Thì chúng ta làm lệnh này, chúng ta làm cái lệnh là go to random thôi. Go to random. Đó. Đấy, nó chạy thử nhé, xem nó ra được chưa nhá. Nó phải ra mới đúng, cái này hiện ra đấy. Hơi bị nhiều một chút đúng không? Người ta sửa lại một chút cho nó nhỏ lại. Nhiều quá. Đây để là 5 thôi. Nó sẽ nhỏ 5 nhé. Nào sửa này. Được rồi. Đó, như vậy là đây là các loại quà đây này, và học sinh sẽ phải nháy lên thì là học sinh sẽ phải nháy lên thì ta mới chọn quà. Bạn đã hiểu chưa? Đó. Hơi khó một chút nhé. Đấy, thì thầy xóa cái này đi. Đó. Và có quà cho các em đây nhé. Quà này sẽ hiện ra trên màn hình. Em hãy nháy chuột để chọn quà. Nháy vào đâu thì nó sẽ chọn quà, được chưa? Đấy, và bây giờ chúng ta làm một cái lệnh sau đây. Nếu mà người dùng mà nháy lên một cái quà đây, thì ta xử lý như thế nào? Được chưa? Nháy lên quà thì nó sẽ có tiếng pop và quà đó sẽ ẩn đi, và chúng ta sẽ ta lấy cái ID đó, ta trừ đi một phần tử ở trong kia, rồi ta làm như sau này. Đây, cái chỗ này là chỗ nó nhé. Khi mà chúng ta nháy lên quà này thì nó có tiếng pop. Có tiếng pop có không nhỉ? Đây chúng ta nó có tiếng pop nhá. Chúng ta lấy ra với mỗi cái quà nó có ID của nó, mà chúng ta sẽ lấy ra cái ID của nó. Đâu rồi? Lấy nhầm bên này à? À nhầm bên này, bên này nó phải bên này nhỉ. Nó phải ở đây cơ này. Đó. ID nhé, chúng ta sẽ lấy ra cái ID của nó. ID đâu rồi? Chúng ta sẽ lấy ra cái ID của nó nhé. Đây này, ID của nó nhé. Và chúng ta sẽ tìm cái phần tử, tìm cái phần tử thứ là cái phần tử thứ ID, thứ ID của trong cái bảng này này. Và chúng ta sẽ trừ đi một đơn vị ở trong nó nhé. Đây, chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ đây khó một tí nhá, chúng ta sẽ replace đây. Đây khó một tí nhá. Các bạn chịu khó một tí, các bạn cùng với thầy ta này. Số lượng quà đây nhá, số lượng quà này, đây chính là cái phần tử. Đây là cái ID chính là cái số thứ tự của cái thằng này mà. Thì là trong dãy này mà, cho nên đây chính là cái số lượng quà ứng với cái phần tử ID của nó
nhé. Thì ta sẽ phải thay thế cái số lượng quà này, ta phải trừ đi một, trừ đi một nhé. Chỗ này ta phải làm như này này, các bạn chịu khó đợi tôi một chút thôi. Ta gọi là chỉ là cái ID này nhé. Bây giờ thầy mới tìm như sau, cái làm như sau, thầy mới tạo ra đây một cái biến nhớ của dãy này, một cái biến nhớ ra. Các bạn có thấy khó không nhỉ? Hơi khó đúng không? Có thấy khó không? Thì đặt k bằng cái này, đặt k, set k bằng cái này. Đó. Lấy ra cái phần tử cái số tự của cái số lượng quà, đặt làm k. Sau đó là chứng nghiệm phần tử này, phần tử ID này, thầy thay bằng gì? Thay nó bằng k trừ 1 thì giảm đi. Giảm cho các số lượng, vì lấy ra một cái tại vì ta giảm đi đây, thì gà nó bằng k trừ 1. K trừ 1 đấy. Và sau đó thì là ta xóa cái ID, xóa cái ai clone đi nhé. Chạy thử nè, không có tiếng kêu nhỉ, một tiếng kêu pop nhỉ. Không có tiếng kêu pop vì sao thế? Kiểm tra một chút. Pop đây nhé. Không có tiếng kêu nhỉ. Lâu quá, nhanh quá đúng không? Không đủ tiếng kêu. Thầy sửa một chút thôi, tiếng kêu thầy sửa như này, nó kêu kêu này. Play sound until done thì nó sẽ có cái tiếng kêu ngay. Pop ở đây. Đấy, nó có tiếng kêu. Đấy. Nhá. Được rồi. Thế bây giờ vấn đề là gì? Khi mà đầu bài nói, theo đầu bài nhé, theo đầu bài là như thế này. Người chơi chọn quà xong thì bấm nút space thì kết thúc chọn quà, giáo viên thông báo như này. Thì như vậy là khi người dùng bấm nút space thì kết thúc chọn quà, giáo viên sẽ thông báo. Chứ này hơi khó nhé. Nhắc lại nhé, bài tập là như này. Bài tập của chúng ta là ta làm cái bài đề, chúng ta làm đề, đây là cái đề thi vòng sơ khảo. Đây này, đây là cái đề thi hỗ trợ toàn quốc hôm nay này, phòng sơ khảo quốc gia khu vực miền Trung, như bảng A đây, bảng A nhé. Đây là bài số 2, là bài chọn quà đây này, bài số 2 này. Thì tôi nghĩ là lớp chúng ta là với cái trình độ như hôm lúc này chúng ta có thể làm được bài này, nhưng mà đúng là thầy làm thử thấy nó hơi khó hơn một chút, mà thời gian thì đã hết rồi. Thì bây giờ như thế này nhé, bây giờ thầy dừng lại ở đây nhé, và các bạn sẽ về nhà làm nốt bài tập này được chưa nhé. Mày thầy cứ lưu đây là bài tập số B5 là đề thi tin học trẻ nhá, sơ khảo. Và đề nghị là lớp mình chúng ta sẽ làm nốt bài tập này được chưa nhá. Tức là khi mà bắt đầu lại khi mà chúng ta bấm vào đây nhá. Đó, thực ra là đầu bài là khi giáo viên nói xong thì giáo viên ẩn đi, mà chúng ta sẽ chọn ở đây. Đấy, mình ta sửa lại một chút cho nó đúng hơn nhé. Khi mà gửi xong thông điệp thì giáo viên sẽ đợi độ khoảng 3 giây thì giáo viên sẽ ẩn đi. Và giáo viên sẽ ẩn đi. Và đợi cho đến khi mà học sinh làm xong thì giáo viên sẽ hiện trở lại. Được chưa? Ví dụ như này, trở lại nhé. Đấy. Thì sau 3 giây giáo viên sẽ ẩn đi và học sinh sẽ chọn quà. Được chưa? Khi mà chọn xong thì bấm space thì giáo viên hiện trở lại và thông báo là em đã chọn quà xong, số quà còn lại là, và yêu cầu là phải thông báo đúng như thế này. Và tập này thì các bạn, cái phần này các bạn sẽ về nhà làm nhé. Đây này, thông báo là ví dụ còn lại là 2 quả bóng, 5 quả táo, 2 cái chuông, 4 cây nến, được chưa? Đó, thì cái phần mà thông báo như này thì các bạn sẽ về nhà làm. Được chưa? Rồi, thế bây giờ là chúng ta bắt buộc sẽ phải nghỉ ở đây vì hết thời gian nhé. Bài này chúng ta sẽ ghi lưu lại với cái vẫn là cái đề này, chúng ta lưu lại nhé.
Được chưa? Hôm nay là đúng là hơi khó một chút các bạn nhỉ? Đúng là hơi khó không? Nó hơi phức tạp một chút, thầy không ngờ nó lại tương đối khó như vậy. Mình nghĩ là nó đơn giản hơn nhé. Có khó không nào? Hơi hơi ạ. Hơi khó à? Như vậy là về nhà làm, về nhà chúng ta làm cái bài đó nhá. Nếu mà không làm được thì thầy sẽ sửa sau. Còn bây giờ chúng ta cứ về nhà chúng ta làm cái bài tập đó. Làm tiếp cái bài tập là chính là cái bài tập này nhá. Đây, bài tập này. Bài này thầy sẽ gửi lên bạn để cho con xem lại một lần nữa cái bài này nhé. Đây là cái bài số 2 của cái đề thi sơ khảo toàn quốc năm nay nhá. Thế thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Con chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Bài hôm nay rất là hay ạ. Con chào thầy ạ. Hơi khó một chút đúng không? Con chào thầy ạ. Nè thầy. Ừ, hỏi ngu thế. Dừng ghi ở đây chứ.